Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, ngọn đối bằng băng cực lớn triệt để bị đánh nát. Hư ảnh của đầu dị thú dữ tợn bằng hỏa diễm, còn thừa lại một vài trăm thước. Bản chân đạp mạnh hư không, mượn lực để có thể đứng vững đại được. Thành linh khải giáp trên người cũng ảm đạm không ít. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, khóe miệng không nhịn được mà có máu tươi lặng lẽ tràn ra. Thân thể to lớn của cương hỏa chỉ đùi lại có mấy bước thôi rồi lập tức ổn định thân thể. Nhìn thân thể của Lục Thiêu Du vừa mới ổn định, ánh mắt của hắn kinh ngạc không thôi. Khí tức trên người đối phương rõ ràng chỉ là ngộ chân cảnh cao dai, thậm chí còn có thể đột phá chưa lâu. Thế nhưng thực lực này lại đủ để chống lại thông thiền cảnh ư. Có thể vượt cấp chống lại thiền phú cực kỳ khủng bố, mà lực phòng ngự của đối phương dường như cũng vô cùng biến thái. Thực lực của trưởng môn thật là cường hãn đấy đệ tử của phi linh môn đã dấm lùi ra xa nhìn thấy trưởng môn và người cốt tu vi thông thiên cảnh kia giao thủ bạch kinh đường có thể biết rõ sự cụng bố bên trong ánh mắt rung động thật sâu sắc mặt của lục thiêu du lập tức tái nhợt trong miệng lại có máu tươi tràn ra thân thể đang không mà đứng ánh mắt biến ảo không ngừng một kích vừa rồi lục tiêu du đã dùng toàn lực dưới tình huống bình thường tuyệt đối có thể chống lại tu luyện giả thông thiên cảnh sơ dài. Thế nhưng đối mặt với cường hỏa này, đúng như trong dự liệu của lục tiêu du, thực lực của hắn không có cách nào chống đại thông thiên cảnh trung dài, khoảng cách quá xa, khó có thể vượt qua. Nhưng mà lục tiêu du cũng không quá sợ hãi. Ít nhất, người có tu vi thông thiên cảnh trung dài còn không có cách nào giết được hắn. Người khiến cho trong lòng của lục tiêu du kiêng kỵ nhất chính là nữ nhân áo đen kia. Đó mới là người có thực lực mạnh nhất từ trí nhớ trong linh hồn của môn nhân liệt hỏa môn lục tiêu du cũng không tìm ra được một chút tin tức nào về người này thông thiên cảnh trung dài cũng chỉ như vậy mà thôi lục tiêu du vặn tay nhìn cương hỏa và nữ nhân áo đen kia nói nếu như nữ nhân áo đen kia ra tay nhận định hắn sẽ vận dụng con át chủ bài cuối cùng một chiều đánh xuống ngay cả người có tu vi ngộ trần cảnh cũng không làm gì được ngược lại còn bị ép có chút chật vật cương hỏa ngẩng đầu trong mắt tràn ngập hàn ý, lạnh lẽo nhìn lục tiêu dù nói. Tiêu tử người hùng hăng can quấy, đợi một lát nữa ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Tiếng quát vừa dứt, cương hòa nhìn người của phi linh bồn rồi cười lạnh phất tay. Trong phi linh bồn không có cường giả, giết cho ta, một kẻ cũng không được tha. Người có tu vi thông thiên cảnh sơ dai lập tức nhảy ra. Sau đó là bốn người có tu vi ngộ trần cảnh cũng mang theo vẻ mặt lạnh lẽo cũng nhảy ra ngay trong tâm thần dò xét, mấy người này phát hiện trong phi linh bồn không còn cường giả, bởi vậy cũng yên lòng động thủ. <laughs> động thủ thì sao? Bạch Kinh Đường quát nhẹ một tiếng, cũng không chịu cam lòng rớt lại phía sau. Nguyên được thuộc tính phong bàng bạc tuôn ra, bàn chân đạp mạnh hư không, đánh vong gợn sóng trong không gian, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện bắn ra. Thủ ấn kết xuất, nguyên được trên bàn tay hội tụ, một đạo trường ấn khổng lồ lập tức chụp về phía người có tu vị thông thiên cảnh sơ giai của liệt hỏa. Lúc này, Bạch Kinh Đường cũng đã đột phá thông thiên cảnh, cho nên cũng muốn thử xem thực lực của mình ra sao. Đương nhiên, hắn cũng không sợ người có tu vị đồng cấp trong đám người đối phương. Ánh mắt của người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai liệt hỏa bỗng kia nhảy lên, khí tức lãnh đạo khởi động, lập tức đánh ra một đạo trường ấn bằng băng. Hai đạo trường ấn pha chạm giống như thiên thạch, khiến cho không gian trùng quanh xuất hiện từng vết nứt không gian. Khí tức cuồng bạo lập tức rít gào, cả không trung đùng đưa không dừng. Hôm nay phải huyết tẩy phi linh bôn Cùng lúc ấy, bốn người có tu vi ngộ trần cảnh còn lại cũng đánh ra. Người dẫn đầu sắc mặt có chút tái nhợt, tận thể phóng thẳng về phía đám người phi linh bôn Năm tay nắm chặt, nguyên lực vô thiên cái địa tuôn ra. Cả không gian do nổi mây phun, một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra khiến cho cả không gian không trùng trùn chảy. Lực lượng mạnh mẽ trút xuống không trung, trong giây lát đánh về phía đám người phi linh bồn. Quyền ấn này lướt ra dẫn động năng lượng thiên địa bang bạc, uy thế khủng bố kinh người lan tràn. Không gian ven đường trực tiếp rạn nứt, từng vết nứt trong gợn sóng không gian không ngừng lan tràn ra chung quanh. Một quyền như vậy, nếu như đánh xuống, sợ rằng sẽ không có đệ tử bị điền lụy. Hùng hằng quan quấy, cái trắm gì? đại thiền thiền viên nộ. Cùng một lúc ấy, kim viên đã sớm tức giận, một tiếng hét lớn từ trong miệng truyền ra. Nguyên được trên người tuôn trào, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo, thân thể trực tiếp phóng về phía trước. Một cỗ năng được áo nghĩa thuộc tính thổ bàng bạc, khuếch tán ra không gian chung quanh, trực tiếp bao phủ mảnh không gian này. Uy thế kinh người, trong sát nà lan tràn, khiến cho cả không gian trong thoáng chốc mất đi trọng lượng. Thân thể kim viên đường quang mang màu vàng bao phủ, cũng không biết là thúc giục loại công kích nào. Dường như trong đan điền đang bế quan khổ tu, vô số xương cốt màu trắng phía dưới trong giây lát bay lên, mặt đất nổ vang. Sau đó, một hình dáng hiện lên trong đống xương trắng, giống như là từ trong lòng đất chui ra vậy. Khí tức nặng nề khiến cho lòng người sợ hãi, không gian cứng lại, lập tức một đầu cự viên xuất hiện trên mặt đất. Đầu thành viên khổng lồ như là ngọn núi nhỏ có vài phần tương tự với bản thể của Kim Viên, cao chừng mấy trăm trượng, thân thể cực lớn kéo dài qua không gian, trực tiếp ngăn cản đám người ngộ chân cảnh đang hừng hực khí thế mà phóng tới. Kim Viên vừa mới dứt lời, thạch viên được ngừng tụ trong đống xương trắng, lập tức rít lên một tiếng giống như lòng ngập. Thân thể khổng lồ xuất hiện, không gian chung quanh như cứng cả lại, mất đi trọng lượng. Một đạo quyền ấn cực lớn quét ngang phía trước. Đạo quyền ấn này đánh ra, không gian ven đường nứt vỡ đạo quyền ấn này trực tiếp xé rách không gian mang theo thanh âm trầm thấp bạo liệt bắn thẳng đến đám người có tu vi ngộ trần cảnh của liệt hỏa môn đúng bây giờ thiên bằng địa liệt thiên hồn địa ám hai đạo quyền ấn va chạm quyền ấn của người có tu vi ngộ trần cảnh so với quyền ấn của thạch viên kia chẳng khác nào là con kiến so với con voi và chạm với nhau chỉ là lực lượng bên trong lại không kém bao nhiêu chỉ là vẫn không có thể chống lại. Quyền ấn trực tiếp nổ tung, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy được tiếng xưởng cốt đứt vỡ. Máu từ trong miệng người này vun ra, một quyền phá nát không gian của thạch viên, nhanh chóng hung hăng đập nát thân ảnh của bồn nhân liệt hỏa môn có tu vi ngộ trần cảnh thành những mảnh vỡ. Trong lúc nguy cấp, chỉ có một đạo hồn anh được chạy ra. Bản thân người này dường như đã sớm không còn linh hồn phần thần một quyền của đầu thạch viên này không ngờ lại cường hãn như vậy, cường hãn khiến cho người ta rúng động. Thế nhưng cùng lúc này, ba người có tu vi ngộ trần cảnh đã đánh tới, nguyên lực mình mồng khuếch tán, trực tiếp bốn huyết tẩy người của phi linh bồn. Trong phi linh bồn hiện tại, cũng không phải là không có người có tu vi ngộ trần cảnh, thậm chí còn có nhiều, thế nhưng cấp độ cũng không cao. Thạch Ngọc Đồ còn có đang bế quan, kim viên cũng vừa mới đánh chết đối thủ đáp người bản xấu hỏa thượng tuy rằng là tuy hơi thấp thế nhưng cũng không có sợ cả đám đang muốn phóng ra thế nhưng trong đáy mắt này cả không gian bỗng nhiên run lên trong không gian lập tức xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ không gian run rẩy ký tức lan tràn đầu quái vật khổng lồ này xuất hiện đây là một đầu chiến hạm toàn thân có bi văn quanh quẩn phía trước là cái đầu hồ dữ tận một cỗ ký tức hùng hằng nhanh chóng lan tràn khiến cho người ta nhìn qua đều cảm giác được bản thân nhỏ bé. Đây chính là phi hổ chiến hạm của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không có một chút nhúc nhích nào. Dưới sự khống chế của tâm thần, hai cánh khổng đồ ở hai bên chiến hạm vỗ cánh bay lên. Trong sát na, cái đầu hổ dự tận phía trước giống như vật còn sống, miệng rít gào dự tận. Trong cái miệng hổ dự tận, đột nhiên có ba đạo quang mang bằng năng lượng giống như thiên thạch bắn ra. Ba đạo quang mang bằng năng lượng giống như sóng xung kích, cả viên không gian lớn đột nhiên cứng lại. Sau đó trong nháy mắt, ba đạo quang mang bằng năng lượng trực tiếp xuất hiện trước mặt ba người có tu vi ngộ trần cảnh của liệt hỏa môn. Không xong rồi. Ba người có tu vi ngộ chân cảnh, không may này, dường như cũng cảm nhận được cái gì đó. Chỉ là lúc này đã không còn kịp nữa. Trong sát na, ba đạo quang mang bằng năng lượng ở trước mặt ba người đổ tung, không gian bị nghiền nát, lỗ đèn trực tiếp xuất hiện ba thành âm kinh thiên vang vọng, một mảng lớn xương cốt màu trắng ở dưới không trung hóa thành bột phấn, hiện ra một mảng lớn khe đất dưới mặt đất, thiên bằng điện liệt đất trùng núi chuyển. Trong mắt ba người có tu vi ngộ trần cảnh của liệt hỏa môn hiện lên vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, thân thể ba người cũng trực tiếp vỡ nát trong không gian, âm âm hóa thành mảnh vỡ, máu tươi rời vãi xuống dưới. Khi tức tựa như hủy diệt tràn ngập không trung, động tĩnh khủng bố khiến cho lòng người rùng động. Ba người có tu vi ngộ trần cảnh trực tiếp bị diệt sát, thần hồn cũng bị diệt ngay. Chuyện này khiến cho nữ nhân áo đen kia nhìn qua lục tiêu du, trong mắt đần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà cương hỏa lại nổi giận không thôi, trong mắt tràn gặp sát ý. Bốn người có tu vi ngộ trần cảnh trong nháy mắt dễ dàng bị diệt sát. Lúc này, hắn tới phi linh môn vốn mang theo tư thế mạnh mẽ đi tới. Hiện tại lại toàn quân bị diệt như vậy, tổn thất thảm trọng như vậy, coi như hắn diệt được phi linh bồn trở về. Tới lúc đó cũng không có cách nào báo cáo kết quả được. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cơ hội tất cả đệ tử phi linh bồn hừng phấn, kích động không thôi, dễ dàng đánh những người con tu vi ngộ chân cảnh thành những mảnh vỡ. Lần này toàn quân liệt hỏa môn tới đây đều bị diệt sát. Lục tiêu du đạp không bà đứng, thân thể đứng yên không nhúc nhích, quay miệng thì lại nở nụ cười lạnh lẽo. Hỗn trướng, ta phải nghiền nát ngươi thành tro bụi. Cường hỏa giận dữ, trong mắt như muốn phun ra lửa, thân thể cũng giống như nổi điên. Thân thể to lớn xẹt qua không gian, lao thẳng về phía lục tiêu du. Nguyên lực thuộc tính hỏa phù thiền cai địa tuôn ra. Thân thể tựa như một hỏa cầu nóng bỏng, mang theo hỏa diễm nóng bỏng, lao thẳng tới lục tiêu du. Thời không lao ngục. Ánh mắt của lục tiêu du trầm xuống, vẫn tay một cái. Quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị tràn ra, khi tức bắt đầu lan tràn thời không giống như thác loạn cơn sóng lấy bản thân lục tiêu du làm trung tâm bắt đầu cuộn cuộn khiến cho cả không gian run rẩy không ngừng tiếp đó thân thể của lục tiêu du làm trung tâm không gian chung quanh lập tức thác loạn áo nghĩa không gian cùng với lực lượng áo nghĩa thời gian tràn ngập bên trong chung quanh không gian dưới sự ảnh hưởng của lực lượng không gian và thời gian chung quanh xuất hiện hư không đèn kịt Ô áo nghĩa không gian cùng áo nghĩa thời gian. Trên thân kẻ này, tại sao lại có nhiều áo nghĩa như vậy? Nữ nhân mặc áo đen, nhìn chung quanh, lập tức nhận ra, dường như chỉ cần cương hỏa không chết, nàng cũng không quan tâm. Dù sao điệt hỏa môn cũng không có quan hệ quá lớn với nàng. Ngược lại, nàng cực kỳ tò mò với lục tiêu du. Trong không gian thác đoạn, thân thể cương hỏa lập tức bị ngăn cản. Áo nghĩa thời gian cùng với áo nghĩa không gian bao phủ thân thể hắn vào bên trong giống như hắn bị vây trong một vũng bùn. Đây không phải là công kích nguyên lực mà hoàn toàn là công kích áo nghĩa. Áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian đều là một trong bốn đại áo nghĩa. Lúc này, áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian dùng hợp tạo thành công kích trong không gian, khiến cho cương hỏa càng không có cách nào thoát thân. Tâm thần của lục tiêu du khẽ động, trong không gian thác loạn thời gian thác đoạn có từng vết nứt không gian đen kịt giống như là quang nhận lan tràn vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh, phá hủy tất cả những nơi nó đi qua. Ao nghĩa thời gian, ao nghĩa không gian, cường hòa cũng khiếp sợ, thậm chí bắt buộc phải bố trí một kiện khải giáp bằng hỏa diễm. Ánh mắt ngừng trọng, trong không gian này hắn bị trói buộc khắp nơi, cho nên hắn bắt buộc phải dùng toàn bộ nguyên lực chống đỡ. Không gian chấn động, nứt vỡ từng khúc, vết nứt không gian đen kịt, không có cách nào lan tràn tới gần thân thể hắn thế nhưng hắn vẫn không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc, giam cầm của không gian này. Thành linh khải giáp, hổ biến. Một tiếng hồ gầm vang vọng, mọi người nhìn xuống, thân thể lục tiêu du xảy trả biến hóa. Khí tức đại thịnh, thân thể bành trướng, mở rộng, lập tức hóa thành một đầu cự hồ khổng lồ đang đứng thẳng. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước, toàn thân có lần phiến giống như lưỡi đao, điện mang trên lân phiến quanh quẩn, uy thế kinh nhân. Cái này cái này là thủ đoạn gì? Bộ số ánh mắt kinh ngạc khiến cho tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi. thân thể cự hồ khổng lồ của lục tiêu du đứng thẳng, điện bằng quanh quẩn. Nếu nhìn vào có thể nhận ra, trên hồ trường bên phải xuất hiện đoạn quang mang màu vàng lớn chừng mười mấy thước. Quang mang thủ điểm, huyết đục xuất hiện trong tay lục tiêu du. Tiếng đào mình giống như lòng ngâm vang vọng, thân thể cự hồ khổng lồ của lục tiêu du dễ dàng xẹt qua không gian dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xuất hiện bên người cường hỏa. Trong hư lào thời không, cường hỏa bị nhốt trong không gian, thế nhưng lục tiêu du lại như hổ thêm cánh, như cá gặp nước. Sau khi huyết lục xuất hiện trong tay lục tiêu du, sau lưng thân thể cự hồ khổng lồ của lục tiêu du tràn ngập kim quang rực rỡ, gió nổi mây phun, năng lượng mênh mông tràn ngập, không gian khiến cả không gian run rẩy lùng đầy giống như sắp đổ, khiến tức sát phạt lạnh lẽo lan tràn trên tiền địa nhiều áo nghĩa như vậy người này rốt cuộc là người phương nào nơi từ áo đen nhìn lên không trung còn chưa định trả tay cường hỏa trong lúc bấy giờ đã vô cùng là bầy hãm trong hư lao thời gian tuy rằng có tu vi thông thiên cảnh trung dai thế nhưng dưới cô khí thức sắc bén lạnh lẽo hắn cũng cảm thấy có chút rùn sợ toàn thân trong lúc vô hình giống như bị thứ gì đó áp chế áo nghĩa và nguyên lực trong cơ thể đều bị ảnh hưởng lớn duệ kim hồn đao sau khi lục thiêu du phổ biến rồi xuất ra huyết lục huyết lục khống chế năng lượng thuộc tính kim trong tiền địa tạo thành bột đao đánh về phía trước đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén lạnh lẽo xẹt qua không trung ẩn chứa lực lượng linh hồn vô cùng vô cùng biến thái độ hỏa hồn đao hậu thổ hồn đao hàn bằng hồn đao quỷ mộc hồn đao từng tiếng quát nhẹ từ trong miệng lục thiêu du vang lên từng đạo đao mang từ trong huyết lục bắn ra từng đạo đao mang cắt nát không gian, tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Đao mang giống như lũ mà quét ra, đột nhiên bộc phát mang theo quang mang màu vàng chói mắt, cùng với thanh âm sắc bén, chói tai phóng về phía trước. Những đời đào mang màu vàng đi qua, cả không gian cực lớn đột nhiên rùn rẩy, không ngớt. Công kích sắc bén lạnh lẽo như vậy, khiến cho người ta nhìn qua cũng hãi hùng khiếp phía, linh hồn run rẩy. Cả không gian cơ hồ bị đao mang màu vàng, phù thiền cai địa bảo phủ nhiều loại áo nghĩa tràn ngập không gian mất đi trọng lượng tràn ngập sự lạnh lẽo chặt đứt sinh cờ sắc bén không thôi người càng có thực lực mạnh thì càng có thể cảm nhận được bên trong đao mang màu vàng ngập trời kia ẩn chứa bao nhiêu công kích sắc bén và lạnh lẽo giờ phút này thậm chí ngay cả mắt của cường hỏa còn ngưng trọng tới mức tận cùng trong chốc lát xuất ra một thanh trường đao bằng linh khí hỗn trướng tưởng rằng ta không làm gì được ngươi sao người sẽ đẹp mắt. Cương hòa rít gào liên tục, hai mắt oán hận, giận dữ, từng đạo đào mang và chạm với hư ảnh thời không. Trong không gian hỗn loạn, cả không gian ầm ầm run rẩy, đào mang phù thiền cai địa bắn ra, cắt ra từng vết nứt không gian đen kịt. Vết nứt không gian cấp tốc lan tràn, lập tức va chạm vào một chỗ, cả không gian tức thì hóa thành mảnh vỡ. Tất cả chỉ trong nháy mắt, không gian chung quanh đều bị phá hủy, quang mang bầu vàng chói mắt cùng với đao mang bằng hỏa diễm và chạm với nhau. Kinh khí khủng bố tới tận cùng, giống như cơn lốc từ trong không gian bị nghiền nát đàn tràn ra. Khi không gian khôi phục lại, lần phiến trên thân thể cự hồ khổng lồ của lục tiêu du trạn nứt ra một mảng lớn. Vệt máu từ trong lần phiến tràn ra, quay miệng của hắn lần nữa có máu tươi ứa ra. Khi thân thể cường hỏa hiện lên, đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, tăng trưởng đao bằng đinh khí lập tức kêu rằng rắc một tiếng rồi rạn nứt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Khải giáp bằng hỏa diễm trên người cương hỏa, có vô số đàm màng rậm rạp, trăng chít, máu tươi tràn ra, cũng không khá hơn lục tiêu du bao nhiêu. Lực lượng của trưởng bồn thật là khủng khiếp. Bạch Kinh Đường, bàn xấu hỏa thượng cùng với những người khác nhìn nhận về cự hộ trước mặt này. Tất cả đều hít sâu một gụm khí lạnh. Trưởng môn dùng tu vi ngộ trần cảnh cao dai lại có thể trực tiếp chống lại người có tu vi thông thiên cảnh trung dai, còn không chịu thiệt thông thiên cảnh trung dai mạnh bao nhiêu bọn họ không khó biết rõ cho nên trong lòng tự nhiên vô cùng kinh hãi trưởng môn quá biến thái đệ tử phi linh môn lúc bây giờ nhiệt huyết sôi trào cường hỏa phiền muộn không thôi oán hận kinh hãi không thôi hắn thật sự không nghĩ ra vì sao hắn có tu vi thông thiên cảnh trung dai, thế nhưng ở trước mặt tiểu tử chỉ có tu vi ngộ chân cảnh cao dai này lại bị áp chế khắp nơi, thậm chí vừa rồi còn không chiếm được một chút tiện nghi nào. Thông thiên cảnh trung dai chỉ được như vậy thôi sao? Thân thể cư hồ khổng lồ của lục tiêu du khom gửi xuống, giống như muốn vồ bồi, ánh mắt lạnh lẽo không thôi. Thế nhưng trong lòng lục tiêu du lúc này lại vô cùng rõ ràng, người có tu vi thông thiên cảnh trung dai, hắn cũng khó có thể làm gì được người ta. Vừa rồi tuy rằng hắn đã nhân cơ hội làm bị thương cường hỏa, lợi dụng sự cường hãn của huyết lục, thậm chí còn chém nát linh khí của đối phương. Chỉ là bản thân của hắn cũng bị thương rồi. Nếu không phải phòng ngự của bản thân biến thái, thì vừa rồi đã lành ít dữ nhiều. Vừa rồi là hoàn toàn dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử thần thể mà thôi. Tiểu tử, người hùng hăn càn quấy như vậy, nhất định sẽ chết. Cương hỏa giận dữ, mắt nhìn lục tiêu du tràn ngập sát ý, lập tức quay đầu lại nhìn nữ nhân Mặc y phục màu đen Trong mắt hiện lên vẻ oán hận Nếu như vừa rồi dạ xoa này ra tay mà nói Liệt hỏa môn tuyệt đối không tổn thất Thảm trọng như vậy Đáng tiếc dạ so này lại không có ý tứ ra tay Chỉ là cương hỏa Cũng không dám vô lễ với dạ xoa Có oán hận hắn cũng chỉ có thể Để trong lòng Miệng lại nói dạ xoa đại nhân Tới lúc này đại nhân còn chưa ra tay sao Người cũng không nói Cho ta ra tay mà các người thích chịu chết, chẳng lẽ ta còn phải ngăn cản sao? Thanh âm của nữ nhân mặc y phục màu đen giống như u hồn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cương hỏa, lại nói với thanh niên bền người. Thái à, tự thiếu cố cho mình nha, mẫu thần đi một lát sẽ trở lại. Vừa dứt lời, nữ nhân mặc y phục màu đen dường như cũng hiểu được thứ gì đó. Thân ảnh lóe lên, lập tức giống như quỷ dị xuất hiện trước người cường hỏa. Ánh mắt trên khuôn mặt khủng bố khiến cho người ta run rẩy nhìn về phía lục tiêu du thành âm như u hồn phiêu đáng mà nói tiểu tử nhà người thiền phú rất tốt trên người mang ba đại áo nghĩa không gian thời gian linh hồn kỳ lạ có biệt áo nghĩa thuộc tính thiền phú như vậy nếu như ở bên ngoài nếu như có thể sống tốt thật sự không biết người sẽ phát triển tới tình trạng như thế nào lục tiêu du cũng không có kỳ quái bao nhiêu hắn đã thi triển không gian áo nghĩa lại không che giấu bí mật trên người bị bại lộ không ít, cho nên hắn mới nhìn nữ nhân khủng bố này lên tiếng nói. Tiền bối không phải là người của liệt hỏa môn có đúng không? Cần gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này? Nếu như tiền bối không nhúng tay vào vũng nước đục này, ta vô cùng cảm kích. Nữ nhân mặc y phục màu đen khủng bố cười cười. Không cười thì thôi, thế nhưng một khi cười càng khiến cho người ta rợn tóc gáy. Ánh mắt nhìn lục tiêu dù nói, tiêu tử nhà người cũng có chút lễ phép, Gần đây ta không thích nhúng tay vào vũng nước đục. Thế nhưng, lần này ta cũng không có biện pháp phải diệt phi đình bồn. Các người cũng có thể lựa chọn tự bạo. Ta đã phí nhiều khí lực rồi. Thân thể cư hồ khổng lồ của lục tiêu du thu liễm, khôi phục tới tình trạng thứ nhất của thanh đình khải giáp. Trên người có không ít miệng vết thương, quay miệng có máu tươi tràn ra. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trầm dòng nhìn nữ nhân mặc y phục màu đen, rồi lên tiếng nói. Tiền bối, nếu như người không nghe ta khuyên bảo vậy thì đừng trách ta không khách khí lục tiêu du biết rõ thực lực của nữ nhân áo đen này tuyệt đối đã tới tình trạng cực kỳ khủng bố thế nhưng lục tiêu du cũng biết hắn có át chủ bài cuối cùng một khi xuất ra át chủ bài có lẽ muốn đối phó với nữ nhân mặc y phục màu đen này cũng có thể gọi là đủ nữ nhân mặc y phục màu đen cười cười hàm răng cao thấp không đều lộ ra nụ cười vô cùng khủng bố ánh mắt giống như lệ quỷ, nhìn Lục Tiêu Du cười nói. Xem ra, người còn nắm chắc, ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc, người có át chủ bài gì. Lục Tiêu Du nheo mắt, tâm thần dò xét trong nhẫn chữ vật, định tùy thời vận dụng át chủ bài. Ánh mắt của nữ nhân mặc y phục màu đen cũng dần dần trầm xuống, Ký tức tập trung lên trên người Lục Tiêu Du. Toàn thân có một cỗ sát khí giống như u hồn lan tràn ra. Ký tức sát phạt mắt tôi tập trung vào người của lục thiếu du. Bốn mắt nhìn nhau, cả không gian bỗng nhiên căng cứng trở lại, tự nhiên tràn ngập áp lực. Thành ngầm bạo liệt do bạch kinh đường cùng với mọi người có tu vi thông tiền cảnh sơ sai của điện hỏa môn giao thủ cũng không thể xuyên thấu qua không gian. Không gian chung quanh lục thiếu du cùng với nữ nhân mặc y phục màu đen đã bắt đầu lặng lẽ vạn vẹo. Nhìn qua lục thiếu du, trong đôi mắt sâu của nữ nhân mặc y phục màu đen hiện lên vẻ chấn động, lập tức có một cỗ khí tức âm hàn khổng lồ thành hình. Chỉ một thoáng, cả không gian run rẩy, bỗng nhiên tiền hồn địa ám, không gian lạnh lẽo giống như cừu u địa ngục, trong lúc mơ hồ còn có thanh âm giống như quỷ khóc thần sầu truyền ra. Áo nghĩa trì nguyên, trên người nữ nhân này còn có một loại áo nghĩa trì nguyên kỳ lạ. Cảm nhận khí tức trên người nữ nhân mặc y phục màu đen, ánh mắt của Lục Tiêu Du bỗng nhiên kinh ngạc. Trên người nữ nhân này có áo nghĩa trinh nguyên. Trong thế giới này có vô số áo nghĩa, thế nhưng mỗi một loại áo nghĩa ở nơi nào cũng có. Thế nhưng ở trong một số thế giới chỉ có một phần áo nghĩa tri nguyên mà thôi. Ai đến gỗ trước chính là kẻ đó nhận được, hoặc là đánh chết kẻ sở hữu trước đó rồi dùng hợp. Áo nghĩa trinh nguyên cùng đính gỗ áo nghĩa hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong ba ngàn đại thiên thế giới này, áo nghĩa trì nguyên cũng không có nhiều. Ai có áo nghĩa trì nguyên ở thân thì đại biểu cho việc sẽ trở thành tồn tại đỉnh phong trong đám người có tu vi đồng cấp. Chẳng các gì nói, người mang áo nghĩa chỉ nguyên chính là tồn tại đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ nhất trong đám người đồng cấp. Điều khiến cho lục tiêu du càng thêm kinh ngạc chính là áo nghĩa trì nguyên này là một loại áo nghĩa mà lục tiêu du chưa thấy qua. Áo nghĩa âm hàn này vô cùng khủng bố, khiến cho linh hồn người ta cũng không thấy thoải mái. Nguyên lực trên người nữ nhân này bởi vậy cho nên mới trở thành nguyên lực âm hàn trong ba ngàn đại thiền thế giới lục tiêu dù đã sớm biết được một ít tình huống cơ hồ tất cả áo nghĩa trong ba ngàn đại thiền thế giới chính là linh hồn không gian vật chất thời gian còn có những áo nghĩa như kim mộc thủy hỏa thổ chỉ là bên trong tất cả áo nghĩa này phần đông tu luyện giả thường định ngộ bốn áo nghĩa là chủ yếu bốn đại áo nghĩa này theo thứ tự chính là thổ thủy hỏa phong mà áo nghĩa thuộc tính mộc thuộc tính kim đều liệt vào áo nghĩa khó gặp thế nhưng không có nghĩa là không có cho nên lục tiêu du vận dụng thuộc tính kim có người kinh ngạc nhưng cũng không quá giận mình trong ba ngàn đại thiên thế giới này có một ít tu luyện giả lĩnh ngộ áo nghĩa cực kỳ kỳ lạ cũng không phải là việc hiếm thấy vô cùng bình thường thôi người lĩnh ngộ áo nghĩa lạ rất ít cũng không nhiều lắm thậm chí còn ít hơn tu luyện giả lĩnh ngộ bốn đại áo nghĩa thế nhưng đồng thời thực lực cũng như tu luyện giả lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ lại vô cùng mạnh mẽ có thể nói nếu như hai người có tu vi đồng cấp giao thủ với nhau cấp độ và tu vi thậm chí là trang bị bảo vật đều không kém bao nhiêu dưới tình huống bình thường nếu như một tu luyện giả lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ mà nói cuối cùng người này nhất định sẽ chiến thắng không có bất ngờ gì xảy ra thì người chiến thắng tuyệt đối là tu luyện giả lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ cho nên cảm nhận được khí tức trên người nữ nhân mặc y phục màu đen này nhất định là tu luyện giả áo nghĩa kỳ lạ trên người có mặc áo nghĩa chi nguyên mới khiến cho lục tiêu du lúc này kinh ngạc không thôi để cho ta nhìn xem rốt cuộc người có còn át chủ bài cuối cùng thế nào một lát sau nữ nhân mặc y phục màu đen phất tay một cỗ khí tức âm hàn ngừng tụ thành một đạo quang trụ bằng năng lượng bắn ra nhưng đời nó đi qua gợn sóng trong không gian trực tiếp giả ra tạo thành một thông đạo, đạo quang trụ này lập tức phóng về phía của lục tiêu du. lục tiêu du hít sâu một hơi, tâm thần khẽ động, muốn gọi ra con át chủ bài cuối cùng của mình. tướng công, kịp tới cứu chàng đây. nhưng vào lúc này, có một đạo thành âm thành thúy vàng vọng, gợn sóng trước người lục tiêu du lập tức lóe lên một đạo thân ảnh mềm mại, đột nhiên làng không xuất hiện trước vô số ánh mắt của mọi người chung quanh. thân ảnh mềm mại xinh đẹp vừa bơi tới cổ tay lập tức run lên trên bầu trời lập tức có khói độc cuồn cuộn tuôn ra năng lượng linh hồn mênh mông tuôn ra nương theo khói độc ngập trời một đạo quang trụ bằng khói độc xen lẫn linh hồn âm âm đánh xuống hùng hăng đánh vào trên đạo quang trụ của nữ tử mặc y phục màu đen kia hai đạo quang trụ bằng năng lượng va chạm rồi lập tức bị nghiền nát chôn vùi một cỗ năng lượng âm hàn và linh hồn giống như hủy diệt tán loạn ở phía chân trời sau đó tự động tiêu tán trên không trung. Dám thừa dịp ta không có ở đây, động tới tướng công của ta, cút đi cho ta. Thành ngầm thành thúy ung dung, vang vọng trên không trung. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp này lần nữa phất tay một cái. Khói độc gầm trời tuôn ra, một cỗ nguyên lực đã bắt đầu lan tràn ra. Khói độc cuộn cuộn, lập tức trong phạm vi không gian chung quanh, có khói độc phổ thiện cái địa bắt đầu khởi động. Khói độc tựa như một cơn lốc trực tiếp phóng về phía nữ tử mặc y phục màu đen. Độc công sao? Giờ phút này, sắc mặt nữ tử áo đen biến hóa không ít, sắc mặt lạnh lẽo, hai tay khổ quát hủy động, vô số khí thức âm hàn giống như mạnh thú tuôn ra, khí thế to lớn khiến cho người ta run rẩy. Tiếp đó, lập tức phóng về phía cơn lốc bằng khói độc kia. Khói độc và năng lượng âm hàn giao phong, trong chớp mắt, năng lượng âm hàn lập tức hóa thành vô số đầu mãng xà âm hàn nhỏ bằng cánh tay rồi bắn tứ phía. Khói đồng ngập trời bắt đầu khởi động, trực tiếp hóa thành một đầu độc lòng cực lớn. Độc long ngẩng đầu rống lên một tiếng long ngâm, cái miệng cực lớn mở ra, một cỗ hấp lực lan tràn hóa thành một vòng xoáy khủng bố, nhanh chóng thôn vệ vô số mạng xả âm hàn vào bên trong. Cuối cùng hóa thành một cỗ hồn hỏa mênh mông, thiêu đốt tất cả mạng xả bên trong nó. Nữ tử mặc y phục màu đen này dường như trong lúc vô hình đã bị ảnh hưởng một chút, thân thể gầy cò lào đảo đẩy lui. Trừng thân thể lục tiêu du, thân thể xinh đẹp kia run lên, xuất hiện trước mặt lục tiêu du. Thân thể xinh đẹp có khuôn mặt như thiền sứ, thân thể như bà quỷ, hai mắt nhìn như vô lại, lại đang như cười, không nhìn lục tiêu du mà nói. Tướng công chẳng không sao đấy chứ, có tổn thương nặng hay là không? Người vừa mới tới không phải là mà linh yêu nữ, thì còn có thể là ai, cũng chỉ có mà lĩnh yêu nữ mới có thực lực đối phó với nữ nhân mặc y phục màu đen này là phu nhân phu nhân tới không cần phải sợ nữa rồi đệ tử của phi linh Bôn nhìn thấy ma linh yêu nữ ánh mắt ngừng trọng tức thì thả trọng mà ánh mắt của hai người nữ nhân mặc y phục màu đen và cương hòa lại lập tức ngưng trọng nhìn về phía ma linh yêu nữ nhìn ma linh yêu nữ trong ánh mắt kiềng kỵ của cương hòa có chút dầm tả lục tiêu du nhìn ma linh yêu nữ rồi cười khổ hắn quả thực không biết rốt cuộc yêu nữ này muốn làm cái gì. Hắn ta nói, nếu như nàng đi ra sớm, có lẽ ta cũng không bị thương. Mà linh yêu nữ đứng trước người lục tiêu du, cũng không biết nghĩ gì mà móc ra một chiếc khăn tay, vô cùng thân mật, lau sạch vết máu ở khóe miệng lục tiêu du, vẻ mặt giống như là đau lòng nói. Thiệp cũng không muốn như vậy, vô ảnh phệ thủy độc thư đã tiến hóa rồi, tiếp nhìn qua mới biết được, không ngờ thực lực của chàng càng ngày càng mạnh, quả thực là không tệ là là nàng mà linh yêu nữ kim viên nhìn thấy ma linh yêu nữ ánh mắt theo bản năng hoảng hốt hắn vẫn luôn bế quan trong thiền trụ giới cho nên cũng không biết chuyện mà linh yêu nữ tới phi đình môn lúc này nhìn thấy ma linh yêu nữ hắn lập tức giống như chuột thấy mèo vậy thế nhưng kim viên lại ngay lập tức nhìn thấy mà linh yêu nữ thân mật với lục thiêu du trực tiếp há hốc mộng hắn thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là Kim Viên lập tức nghĩ tới việc ban đầu ở trong thế giới kia, ma trường của lục tiêu du huỳnh đệ đã làm loạn trên người của ma linh yêu nữ. Chẳng đã vì vậy mới có cảnh tượng hiện tại. Nữ nhân mặc y phục màu đen nhìn ma linh yêu nữ, ánh mắt như lệ quỷ, chính thức ngừng trọng, buồn bã nói. Không ngờ trong phi linh môn bon, còn có người mạnh như vậy, không biết các hạ là người phương nào. Ma linh yêu nữ lào sạch máu ở khóe miệng lục tiêu du, lục này mới xoay người lại. Để đại lục tiêu du con đang ngạc nhiên tới ngẩn cả người, dường như con đang cảm nhận mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, trong gang tấc. Thế nhưng cũng có khói độc quanh quẩn chung quanh. Yêu nữ này càng biểu hiện thần mật, thì trong lòng lục tiêu du càng bất an, phán đoán không ra. Nhìn nữ nhân mặc y phục màu đen, ánh mắt của màn linh yêu nữ nhảy lên, có chút giận dữ nói. Người không biết ta, thế nhưng ta lại biết người, ta còn tưởng là ai, thì ra ầm mình giả xoa. Cho dù trốn tới thị hoàng thế giới còn chưa đủ không ngờ còn dám động thủ với tướng công của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí với người. Ánh mắt của nữ nhân mặc y phục màu đen hơi trầm xuống. Từ lời nói của đối phương, dường như đối phương biết rõ lai lịch của nàng. Nàng chính là âm binh giả dạ xoa. Nàng trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Cho dù động công của người rất mạnh, tu vi lại ở trên ta. Thế nhưng đừng quên, trong tỷ hoang thế giới này, người không giết nổi ta đâu. Trong đôi mắt của màn linh yêu nữ tràn ngập hàn ý, giống như hoàn toàn là một người khác so với lúc thân mật cùng với lục tiêu du nàng trầm giọng nói ta biết rõ đây là thị hoàng thế giới người tới đại đạo cảnh thực lực có mạnh hơn nữa cũng khó có thể đánh chết người thế nhưng đây là người khác không có nghĩa là ta không giết được ngươi sau mặt của âm minh dạ xoa hơi trầm xuống mà nói tiểu oa nhi hung hăng can quấy đừng tưởng rằng dựa vào áo nghĩa linh hồn cùng với tu luyện độc công là có thể đối phó được ta áo nghĩa của ẩm mình ta không sợ áo nghĩa đình hồn của ngươi vừa dứt lời làn da trên khuôn mặt khô héo của ẩm mình giảm xoa run lên nói với cường hỏa sau lưng cường hỏa người tự mình thu thập những người khác đi ta ngăn lại nữ oa nhi này mặc kệ cuối cùng ngươi có thể tiêu diệt phi đình bồn này hay không điều kiện đã đáp ứng nhất định phải làm nếu không ta lập tức đi ngay ánh mắt của cương hỏa rất khó coi đây tuyệt đối là kết quả mà hắn không muốn Thế nhưng bây giờ hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu như để âm mình giả dạ xoa này rời đi mà nói, có những nữ gì kia thì triển độc công, hắn nhất định sẽ chết. Cho nên ánh mắt âm độc đảo qua người lục tiêu du. Chỉ cần âm mình giả dạ xoa ngăn nữ nhân dùng độc công kia, hắn muốn tiêu diệt phi linh bồn cũng có cơ hội. Nghe như vậy, cương hòa cũng chỉ có thể gật đầu với âm mình giả dạ xoa, miệng thì nói. Tốt lắm, chỉ cần ngươi ngăn chặn nữ nhân kia, điều kiện vẫn có tác dụng như cũ, Âm ừ mình dạ dò gật đầu, ánh mắt càng âm hàn, trong lòng nàng cũng hiểu rõ nữ tử sử dụng độc công này có dây dưa bao nhiêu, cho nên nàng không thể chủ quan một chút nào. Mà linh yêu được quay đầu lại nhìn lục thiêu du nói, tự lực của âm mình dạ dò này rất mạnh. Áo nghĩa âm mình đối với áo nghĩa linh hồn của nó cũng là có tác dụng áp chế, tặng thêm thực lực của nàng ta vượt quá thông tiên cảnh. Ở trong thị hoàng thế giới này, ta muốn ứng phó với nàng vô cùng dễ thế nhưng cũng không thể làm gì được nàng ta dù sao ta cũng phải dùng toàn lực còn có một thông thiên cảnh trung dai người có thể kiên trì được một lát hay không lục tiêu du suy tư một chút mà lệnh yêu nữ toàn lực đối phó với âm minh dạ xoa kia hắn phải ngăn cản cường hỏa kia một lát mới được xem ra âm minh dạ xoa kia không phải mạnh mẽ bình thường lục tiêu du lập tức gật đầu nói ta tự bảo mình cũng không thành vấn đề người cứ cố gắng đi mà linh yêu nữ bây giờ nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn dường như cũng có ý muốn biết điểm mấu chốt thực lực của lục tiêu du tới đâu cho nên nàng gật đầu nhìn âm minh dạ xoa nói ta cũng rất muốn biết âm minh dạ xoa thành danh hiền hách lĩnh ngộ áo nghĩa âm minh có thể mạnh tới đâu có phải thực sự không sợ áo nghĩa linh hồn hay không trong mắt của âm minh dạ xoa hiện lên vẻ ngưng trọng trầm giọng nói tiểu oan nhi nhà ngươi cứ thử là biết thật vậy sao hy vọng người đừng để cho ta thất vọng. Sau khi bà linh yêu nữ dứt lời, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên nụ cười giả hoạt, lưu quang trong nhẫn chữ vật bắn ra, bỗng nhiên có 10 đạo lưu quang trực tiếp phóng ra. Dường như ngay lập tức, có một đám tiếng ồ ô, ô quái dị lập tức vang vọng trong không gian. Mười đạo lưu quang trong nhận chữ vật của bà linh yêu nữ lướt đi. Sau đó, hóa thành mười bộ khôi lỗi hình người cao chừng hai thước. Khí tức sắc bén lạnh léo tuôn ra không gian kịch liệt run rẩy, toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm, bí văn quanh quẩn. Mười bộ thiên khôi cao giai đỉnh phong. Đối với mười bộ khôi lỗi này, Lục Thiên Du cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở trong sơn mạch cổ lan, mà linh yêu nữ đã từng xuất ra mười bộ khôi lỗi này đối phó với đỗ lộc của thiền thủy môn. Mười một bộ khôi lỗi này đều đạt tới cấp độ thiên khôi cao giai. Chẳng khác gì là 10 người có tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong. Mười bộ khôi lỗi này còn có thể tạo thành trận pháp hợp kích Để cao thực lực đủ để chống lại người có tu vi đại đạo cảnh. Kết trận, mà linh yêu nữ không có chút chậm trễ nào, tâm thần khẽ động, mười bộ khôi lỗi nhanh như thiểm điện kết thành một trận pháp quỷ dị. Chỉ một thoáng, năng lượng tiên địa trong cơ thể tương liên, bị văn trên người phát ra quang băng rực rỡ, càng ngày càng trói mắt, uy thế trên người cũng nhảy lên một cấp độ hoàn toàn mới. Khôi lỗi, Ánh mắt của âm minh dạ xoa nhảy lên, nàng cũng cảm nhận được khí tức của 10 bộ khôi lỗi này. Ánh mắt lần nữa âm thầm ngừng trọng. Liền tiêm có tiếng ồ ồ quái dị, trần vang vọng, uy năng trên người, bộ khôi lỗi tăng vọt. Bây giờ thân thể chớp động quỷ dị, giữa sự, sự khống chế của ma linh yêu nữ, từng đạo công kích lập tức đánh về phía âm minh dạ xoa. Trong thoáng chốc, một cỗ năng lượng mạnh mẽ được thúc giục khiến cho cả không gian gió nổi mây phun. Mà linh yêu nữ cũng không dám rớt lại phía sau, thân thể xinh đẹp phá không bắn về phía trước. Theo mười bộ khôi lỗi, khói độc ngập trời quanh thân bắt đầu khởi động. Cánh tay ngọc thon dài, không chút khách khí, đánh ra một đạo khói độc bằng năng lượng, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh âm minh dạng xoa. Nữ oa nhì nhà người có chút thủ đoạn, thế nhưng đừng tưởng rằng dựa vào mấy đầu khôi lỗi là có thể đối phó được với ta. Thành âm giống như u hồn của âm minh dạ xoa vang lên. Khi nói chuyện, hàm răng cao thấp không đều lộ ra, nụ cười hung ác như ẩn như hiện, tựa như lệ quỷ. Khẽ phất tay một cái, nguyên lực âm bình trong người bắt đầu tràn ra, thân thể giống như quỷ bị thoát khỏi vòng vây của người mười đầu khôi lỗi. Sau đó, hung hăng đánh ra một trào ấn về phía mà linh yêu nữ. Mặt thấy trào ấn mang theo khí thức âm hàn cuồn cuộn đánh tới, mà linh yêu nữ cũng không dám khinh thường, mà lập tức quay người, phất tay một cái, coi đầu tràn ra một đạo trưởng ấn lập tức va chạm với trào ấn vào một chỗ. Trường ấn đánh ra, âm hàn kinh người và khói độc nhanh chóng quét tán ra chung quanh. Dưới kinh khí kinh người này, thân thể của bản lĩnh yêu nữ và âm minh dạ xoa đều bị đẩy lùi về phía sau. Thế nhưng rõ ràng, âm minh dạ xoa bị đẩy lùi không ít, mà công kích của hơn 10 đầu khối lỗi trong nháy mắt đã lần nữa công kích tới. Thân ảnh của âm minh dạ xoa chỉ có thể nhanh chóng tránh đi thế nhưng công kích của hơn 10 đầu khôi lỗi liên thủ đã đánh tới, tăng thêm mà linh yêu nữ, cho nên nàng lập tức bị nhốt lại, chỉ có thể thúc giục khí tức âm hàn khủng bố trong cơ thể, toàn lực chiến bộ trận với màn linh yêu nữ và hơn 10 bộ khôi lỗi kia. Mặt thành nữ tử thịt triển độc công bị âm mình dạ xoa ngăn cản, cường hòa triệt đề yên tâm. Người vốn hắn lo nhất chính là nữ tử thi triển độc công này. Về phần lục tiêu du, tuy rằng hắn kinh ngạc thực lực chân chính của lục tiêu du, thế nhưng cũng không phải quá mức lo lắng. Bàn chân của Cương hỏa đạp lên hư không, nhìn lục tiêu du, trong mắt tràn gặp sát ý, không thèm che giấu cười lạnh mà nói. Tiểu tử, để xem người có thể chống lại ta như thế nào, người nhất định phải chết. Nhìn cương hỏa, trong đôi mắt đen kịt của lục tiêu du, hàn ý dần dần đại thịnh. Ánh mắt sát ý bắn ra, nếu như thi triển át chủ bài mà nói, đánh chết cương hỏa này, quả thực có chút lãng phí thế nhưng dựa vào thực lực của bản thân hắn thì độ khó cũng quá lớn cường hỏa nhìn lục tiêu du cười lạnh không ngớt ánh mắt tràn ngập sát ý thân thể mang theo khí tức nóng bỏng ngập trời nhanh như thiểm điện lướt đi hòa diễm trít gào quanh quẩn trong chớp mắt xẹt qua không gian đi tới trước người lục tiêu du một câu hòa diễm ngập trời ngưng tụ thành trường ấn đập về phía lục tiêu du lực lượng thời gian không gian của lục tiêu du lan tràn thân thể dưới sự chấn động của gợn sóng trong không gian lập tức biến mất tại chỗ. Muốn trốn sao? Ta, ta để cho người trốn đấy. Cương hỏa lớn tiếng cười lạnh, nhìn tới đục tiêu du, lần nữa chạy trốn, hắn nở nụ cười lạnh léo. Thân thể to lớn lập tức lao thẳng về phía đám người phi đình bồn, vận tải đánh ra một đạo trường ấn dẹt qua không gian, mang theo nhiệt độ đáng sợ phóng về phía chúng đệ tử phi đình bồn. Trường ấn mang theo nhiệt độ kinh khủng phá hủy gợn sóng trong không gian, khiến cho gợn sóng trong không gian đều trực tiếp biến thành sương trắng. Liên thủ chống lại đi. Sang mặt của đám người kim viên, béo gầy hỏa thượng, tăng thêm ba người có tu vi ngộ trần cảnh ngừng trọng, lập tức ngăn cản, sáu đảo công kích nhanh chóng được đánh ra. Thành âm trầm đục vang vọng, thân thể sáu người giống như con thuyền trong dông báo, lập tức lảo đảo bắn ngược xuống biển sương trắng phía dưới không trung trong miệng sáu người có máu tươi đồng thời vun ra kim viên thì tốt hơn một chút năm người khác kể cả béo gầy hòa thượng sắc mặt đều trắng bệch như trò tàn máu tươi đầm đìa sáu người đồng thời chống lại một trưởng thế nhưng lại giống như chạy qua một vòng ở quỷ môn quan bọn họ vốn cũng không phải là đối thủ của cương hỏa kể cả kim viên cũng không có lực tái chiến tất cả mọi người lùi ra phía sau lục thư dù quá to cương hỏa này thật vô sỉ đuổi không kịp hắn lập tức ra tay với đệ tử phi đình môn người phi Linh môn hiện tại không có ai là đối thủ của cường hỏa khi tiếng quát vừa dứt thân thể của lục tiêu du đồng thời xuất hiện trước người cường hỏa sợ hắn ta lại ra tay với đệ tử phi đình môn trong bì tâm có một đạo quang mang bắn ra đại hồn anh bắn ra sát khí trên người lan tràn ra trên không trung thực lực của đại hồn anh hiện tại đã không hơn bản thể là mấy sát khí ngập trời từ trong cơ thể đại hồn anh tràn ra cả không gian chung quanh lập tức gió nổi mây phun sát khí giống như sơn cốc phóng thích linh hồn phân thân sao ánh mắt của cương hỏa lạnh nhạt nhìn về phía trước hắn cho rằng đây là linh hồn phần thân của lục tiêu du quang mang trên mi tâm lóe lên linh hồn phần thân lập tức lướt đi tiểu tử không giữ lại linh hồn phân thân sao cương hỏa nở nụ cười âm hiểm hắn đang có chút buồn bực vì lực phòng ngự của lục tiêu du quá mạnh khó đối phó thế nhưng linh hồn phần thân không thể nào lại có lực phòng ngự mạnh giống như bản thể, đây chính là cơ hội tốt đưa tới cửa. thậm chí trong thầm tâm của cương hỏa còn bưng thầm, đối phương còn trẻ tuổi như vậy, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, thực lực tu vi không đủ, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất ra linh hồn phần thân, bởi vì làm như vậy chỉ tự hại chính mình mà thôi. cho nên cương hỏa không có bất kỳ chậm trễ nào, linh hồn phân thân xuất hiện trực tiếp đánh về phía đại hồn anh của lục tiêu du thực lực giống như bản thể đều mang theo động tĩnh kinh nhân trong chốc lát bổ về phía đại hồn anh tiểu tử đây là người tự mình muốn chết đấy trong suy nghĩ của cường hỏa đối phương chủ động thúc giục đa linh hồn phần thân so với tự mình muốn chết cũng không khác gì nhau vừa dứt lời linh hồn phần thân hắn trực tiếp ngưng tụ ra trảo ấn chụp vào đại hồn anh của lục tiêu du nhìn linh hồn phân thân của cường hỏa Quái miệng của đại hồn anh nở nụ cười lạnh lẽo sát khí ngập trời phóng ra thủ ấn biến hóa toàn thân có quang mang quỷ dị làn tràn không ngớt tốc độ của linh hồn phần thân của cương hỏa rất nhanh trong giây lát mà nói đã đủ để cho linh hồn phần thân của cương hỏa đánh tới trước cửa đại hồn anh của lục tiêu du một đạo trào ấn mang theo không gian vặn vẹo đập thẳng vào đầu của đại hồn anh đạo trào ấn này đánh xuống tính cả không gian chung quanh đại hồn anh đều bị trào ấn xé rách thành mảnh vỡ. Thân thể đại hồn anh cũng trực tiếp bị xé nát thành mảnh vỡ, hóa thành một cỗ tan hồn và sát khí bị nghiền nát. <laughs> cương hỏa lớn tiếng cười lạnh lẽo, bản thể và linh hồn phân thân đều đặc ý không thôi. Bản thể cao hứng cho nên chưa ra tay với bản thể của lục tiêu dù. Chỉ là khi cương hỏa còn đang cười lạnh, nụ cười lập tức cứng lại trên khuôn mặt của hắn. Chỉ thấy linh hồn phân thân của đối phương vừa mới bị hắn nghiền nát lại lập tức ngưng tụ thành linh hồn phần thần mới. Trong chốc lát, tổng cộng 48 đạo linh hồn phần thần của đại hồn anh xuất hiện ở trên không trung. Một bộ đạo linh hồn phân thân đều tràn ngập sát khí. Trên 48 đạo linh hồn phần thân có linh hồn lực mềm bồng chấn động, lan tràn ra, khiến cho cả không gian lùng đầy sắp đổ, gió nổi mây phun. Nhìn tới 48 đạo linh hồn phần thân của lục tiêu du xuất hiện, ánh mắt của cương hỏa lập tức kinh hãi, nụ cười lại cứng ngắc. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, hắn hoàn toàn không có cách nào hiểu rõ, vì do đối phương lại có nhiều linh hồn phần thân đến như vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.